Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta thường dành khoảng 8 đến 10 tiếng để ngủ. Đây là khoảng thời gian để cơ thể được thư giãn và tái tạo năng lượng. Hiện nay, nhiều giải pháp đã được kiểm chứng và đưa ra để giúp con người đạt được giấc ngủ tốt nhất. Trong đó, lựa chọn những chiếc nệm để cải thiện chất lượng giấc ngủ đang được nhiều người tiêu dùng rất coi trọng. Kết quả một nghiên cứu cho thấy, cơ thể không chỉ được hưởng lợi sau một đêm ngủ ngon mà còn giúp con người thoải mái, xua tan những mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày làm việc vất vả. Điều này rất dễ dàng nhận ra sau mỗi buổi sáng thức giấc. Ngủ ngon sẽ mang lại một tinh thần khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng cho một ngày mới làm việc. Trước hết là chúng ta cũng không nên chọn những cái đệm quá cứng, bởi vì trong cái quá trình mà chúng ta nằm như vậy thì nó có thể gây đau, hoặc là ở các cái tư thế cột sống mà nó cứng quá, nó không được nâng đỡ hoàn toàn. Tiêu chí thứ hai là chúng ta cũng không nên chọn những cái đệm quá mềm, bởi vì khi mà trong cái quá trình nó mềm như vậy thì cơ thể của chúng ta nó bị ở những cái điểm nó không được nâng đỡ lên cao, thế nên là nó xẹp lún xuống, nó làm cho chúng ta cảm thấy nó mỏi. Thứ ba nữa là cái mức độ thoáng khí. Mức độ thoáng khí của đệm là làm thế nào để trong cái quá trình ngủ chúng ta chọn những cái chất liệu đệm nó có cái bề mặt nó phải thoáng, thông khí, lưu thông được cái mức độ là tuần hoàn máu trong cơ thể. Đệm phải đảm bảo được một cái tiêu chí là có cái tính đàn hồi tốt. Bằng nghiên cứu khoa học, các chuyên gia y tế đã khẳng định mỗi người chúng ta dành 1/3 cuộc đời để ngủ nghỉ. Nhưng đến 99% người dùng không biết tấm nệm như thế nào là tốt cho cơ thể. Khi mà tìm mua một chiếc đệm ấy, thì tiêu chí hàng đầu của tôi đó là về sức khỏe. Vì vậy nên là tôi sẽ tìm những sản phẩm mà có thương hiệu, nó đã được kiểm định. Sau khi được nhân viên tư vấn thì tôi đã chọn được một chiếc đệm, đó là đệm Dalopilogen. Thì khi nằm thử ấy, thì tôi cảm thấy chiếc đệm này nó rất là thoải mái. Đặc biệt các bạn có tư vấn về nó có khả năng kháng khuẩn, chống nấm mốc. Hai nữa là khi mà tôi nằm thì tôi cảm thấy như là mình đang được nằm trên một chiếc ghế massage, là thoải mái. Theo khuyến cáo, khi sử dụng nệm, tùy thuộc vào những độ tuổi khác nhau, cơ địa, cơ chế sinh lý và tình trạng sức khỏe, cần có những loại nệm có độ cứng, độ đàn hồi khác nhau mới đảm bảo được một giấc ngủ ngon và duy trì cột sống khỏe mạnh. Ở cái hãng nệm Dunlopillow này thì chúng tôi thấy là đây là một cái dòng nệm cao cấp và nó đáp ứng rất là đầy đủ với những cái khuyến nghị mà các chuyên gia về xương khớp người ta đưa ra. Thứ nhất, nó có một cái độ cứng nhất định, nâng đỡ được toàn bộ cơ thể. Thứ hai là nó có một độ thoáng khí tốt. Thứ ba là trong cái quá trình mà nằm ấy, thì cái mức để mà nâng đỡ cơ thể nó làm cho được lâu dài và nó không bị xẹp lún, nên nó làm cho người bệnh cảm thấy rất là thư giãn và thoải mái. Với những cái dòng đệm cao cấp mà phối hợp được cả giữa cái lò xo kết hợp với được cao su ấy, thì đây là một cái sự kết hợp khá hoàn hảo, bởi vì nó mang lại cái độ cứng nhất định, nâng đỡ cơ thể tốt, nó lại đảm bảo được cái sự êm ái, mềm mại và làm cho cái cột sống của chúng ta thực sự là cảm thấy được thư giãn. Nắm bắt được nhu cầu người tiêu dùng, King Luxury đã mang tới thị trường các dòng sản phẩm nệm cao cấp đến từ thương hiệu Dunlopillow. Thương hiệu đệm đến từ Anh Quốc với hơn 90 năm phát triển. Dunlopillow Luxury có những tính năng nổi trội như hệ thống lò xo phân vùng cơ thể, giúp các vùng hông, vai, đầu gối được nâng đỡ tối đa, đạt được các tiêu chí giúp cải thiện và hỗ trợ tư thế nằm ngủ một cách hiệu quả. Công nghệ sản xuất cao su thiên nhiên hàng đầu thế giới tích hợp phân tử nano bạc giúp kháng khuẩn và bảo vệ sức khỏe. Vải bọc nệm đều có nguồn gốc thiên nhiên và áp dụng công nghệ tiên tiến giúp tăng cường lưu thông không khí, đem đến trải nghiệm tuyệt vời, đẳng cấp. Dunlopillow Luxury hiện đang được phân phối chính hãng bởi công ty trách nhiệm hữu hạn King Luxury Việt Nam và là dòng sản phẩm cao cấp phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng Việt. Hiện tại mình và gia đình đã sử dụng thương hiệu đệm Dunlopillow Luxury đã được gần 2 năm nay. Mình khá là hài lòng về dòng thương hiệu đệm này, bởi vì dòng thương hiệu đồ này có những cái thiết kế phù hợp với mọi thành viên trong gia đình của mình. Tôi bị bệnh đau vai gáy cũng thời gian đã lâu rồi. Tôi cũng có tìm hiểu một số nệm và tôi thấy thương hiệu nệm Dunlopillow Luxury này là rất tốt. Qua thời gian tôi sử dụng là tôi thấy cái giấc ngủ của tôi là rất thoải mái và giấc ngủ sâu. Sau khi ngủ dậy, thấy cái tình trạng đau vai gáy là nó được cải thiện, tư thế nằm nó thoải mái. Để có một giấc ngủ ngon, bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, luôn giữ cho tinh thần thoải mái,
thì việc lựa chọn một tấm nệm phù hợp không chỉ giúp nâng cao chất lượng giấc ngủ mà còn tránh được tình trạng đau mỏi vai gáy khi thức giấc.